Vâng, bây giờ mình xin test một cây đàn bầu cho một vị khách hàng nữa. Cái cây đàn này là một cây đàn bầu phân khúc tầm trung của một chủ khách hàng ở Lâm Đồng. Chú tên gì nhỉ? Hiền. Chú Hiền ở Lâm Đồng. Bây giờ cháu xin mời chú Hiền nghe thử cái tiếng đàn bầu này nhé. Cháu test qua hệ thống mixer và hệ thống loa, nên là chú có thể nghe thử.